Chào anh em, hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái con NFT có tên là Gunstar. Về chế độ gameplay á, thì chơi cũng gần giống như Gunny ngày trước mà chúng ta thường chơi. Nhưng mà đây là một game NFT nên nó sẽ hơi khác một chút nha anh em. Đây là trang chủ của game Gunstar này anh em. Chúng ta có thể nhìn thấy được contract của đồng GST và nó cũng đã có trên CoinMarketCap này. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy đồng Gunstar Metaverse này nó đang có giá 1.794 đồng cho một cái đồng Gunstar. Hiện tại đồng này đã được list trên Bybit rồi nha anh em, với cặp tiền là GSTS USDT. Và anh em cũng có thể trade được trên PancakeSwap nha. Bây giờ anh em cùng mình tìm hiểu sơ qua về cái dự án này nha. Đây chúng ta cùng xem này. Đây là cái map ở trong game này anh em, nhìn khá là đẹp ha. Hiện tại thì game chỉ có PvE thôi anh em. Chúng ta đấu với máy đó, còn đấu với người hiện tại chưa ra nha. Đây là các hình ảnh ở trong game này, lát nữa mình sẽ vô game review cho anh em luôn. Về chế độ bet á, thì mỗi con bet nó sẽ có kỹ năng cũng như là hiệu ứng khác nhau nha anh em. Lộ trình phát triển của game á, hiện tại nó đang ở quý 3 này và sắp tới sẽ có hỗ trợ cho iOS và Android. Về team của dự án này á, thì chúng ta thấy có rất là nhiều người ở đây. Hoàng Hiệp, Đình Nguyên này, cố vấn thì chúng ta có anh Thi Trương này. Các quỹ đầu tư lớn chúng ta có Damarker và Hat này. Về các đối tác cũng có khá là nhiều như là Spintop và Starbun này, rất là nhiều ha. Chúng ta xem sơ qua về danh sách trắng ha. Mã thông báo GSTS tổng cung chỉ là 400 triệu thôi anh em. Và đây là các phân bổ của nó về các mục này. Airdrop là 0.5% này. Team sẽ là 15% này ha. Private sale là 13% này. Cái đồng GSTS này á, được sử dụng để đánh cược này, quản trị này, trao đổi NFT này, mượn bet trong Marketplace. Còn cái mã thông báo GSC á, là cái đồng coin chính của con game này. Chúng ta có thể kiếm được cái đồng coin này bằng hình thức là chơi chiến dịch, đấu PvE đó anh em. Bot đột kích này, phần thưởng đấu trường này, phần thưởng bảng xếp hạng này, trao đổi trực tiếp từ những người chơi khác. Chúng ta có thể mua bán được bet đó anh em. Xem đến đây thì chắc chắn nhiều người sẽ thắc mắc là con game này nó có chơi được miễn phí không? Có free to play được không? Hay là play to earn hay là free to earn được không? Mình thấy có một bài của Gunstar họ viết khá là chi tiết rồi. Ở đây nó có ghi này, nếu như chơi free to play á, là chơi miễn phí thôi nha, thì chúng ta sẽ nhận được là một con linh thú Rosaging hoàn toàn miễn phí luôn. Và cái con này anh em sẽ không bán được trên chợ đâu nha. Nó cho chúng ta để chơi trải nghiệm thôi nha. Và khi mà chúng ta trải nghiệm thấy hứng thú với trò chơi này, anh em mới đầu tư. Đó, thì khi mà chúng ta đầu tư thì anh em mới kiếm được tiền trên con game này, chứ nó không cho chúng ta kiếm được tiền miễn phí đâu. Nó cho chơi miễn phí nha, nhưng không cho kiếm tiền miễn phí. Rồi play to earn này, có nghĩa là chơi để kiếm tiền. Và khi mà chúng ta chơi á, thì anh em phải có ít nhất 2 con linh thú NFT. Lát nữa anh em sẽ cùng mình xem giá của con NFT nó khoảng bao nhiêu nha. Anh em phải chú ý này, phải mất 7 ngày để rút GCS ra khỏi trò chơi. Có nghĩa là khi chúng ta rút tiền nó sẽ delay trong vòng 7 ngày. Và tránh áp lực xả token gây ảnh hưởng lớn đến giá GSC, thì nhóm phát triển Gunstar Metaverse áp dụng cơ chế rút GSC đặc biệt. Ngày thứ 7 kể từ khi kiếm được một lượng GSC, người chơi sẽ được rút 20% số GSC kiếm được từ ngày đầu. Thì ở dưới này nó có ghi khá là chi tiết này. Nếu một người chơi kiếm được 1.000 GSC và sử dụng 400 GSC trong game, 600 GSC còn lại có thể được rút 200 GSC mỗi ngày kể từ ngày thứ 7 đến ngày 9. Ở đây nó liệt kê ra một cái bảng cho chúng ta hình dung thôi, cho nó dễ hình dung ha. Bây giờ anh em cùng mình trải nghiệm sơ qua với con game này ha. Đây là thể loại game NFT và chủ yếu là cái đồng GSC này anh em. Khi mà kiếm được cái đồng này chúng ta có thể rút được về nha. Cá nhân mình thấy thì giao diện game này làm khá là đẹp ha. Đầu tiên về nhân vật character, ở đây thì anh em có thể lựa chọn được avatar ha. Confirm này. Còn về chế độ bet á, thì khi mà chúng ta mới tạo tài khoản anh em chỉ có một con bet là con gà này thôi. Còn chúng ta có thể file mua ha, đi mua bet khác được. Mỗi bet thì nó sẽ có skill khác nhau, kỹ năng khác nhau, hiệu ứng khác nhau. Inventory là nơi mà anh em có thể chứa được các item. Và mỗi trận đấu thì chúng ta sẽ mang được 3 item đi thôi anh em. Hiện tại thì game này nó cũng chưa phát triển hoàn thiện hết đâu. Đó, cái mục arena này chưa có này, cái mục rank cũng chưa có này. Khi nào arena ra thì cái rank nó mới có nha anh em. Hiện tại thì rank ở trên web nó chỉ có cái phần là campaign thôi, là đi chiến dịch PvE thôi anh em. Và trong cái này á, khi mà chúng ta đấu á, anh em sẽ kiếm được các cái đồng này, đồng R này ha. Và khi đấu thì chúng ta sẽ tốn các cái ticket này, cái vé này ha. Thì cứ theo thời gian chúng ta sẽ nhận được các cái vé này. Đây ở phía ngoài này anh em, đây.
cứ full năng lượng thì chúng ta sẽ có 18 vé. Mỗi lần chơi thì chúng ta sẽ tốn 2 vé. Các cái đồng R này thì anh em có thể nâng cấp bet được nha. Ví dụ con bet gà này của mình sẽ sử dụng 500 đồng này, mình nâng lên level 2. Đó, nó nâng lên level 2 thì máu này, giáp này, tốc độ di chuyển này, chỉ số kỹ năng này nó cũng sẽ tăng lên ha. Ok. Ngoài cái việc mà chúng ta đánh campaign thì anh em cũng có thể là làm các nhiệm vụ này, quét này. Đó, ở đây làm nhiệm vụ thì chúng ta sẽ kiếm được cái đồng R này. Con game này nó cho chúng ta trải nghiệm miễn phí ha. Nó cho chúng ta một con bet để trải nghiệm thử. Anh em có thể trải nghiệm trước. Sau đó nếu thấy hứng thú đầu tư cũng được ha. Bấm net này thì chúng ta sẽ vô một game file. Mình sẽ chơi thử một game cho anh em xem ha. Game này nó cũng gần giống như là Gunny ngày trước, Gunbound, nhưng nó cũng có khác nha. Chúng ta không cần nhấn giữ space để tăng lực đâu, mà anh em sẽ sử dụng chuột này, nhắm đến mục tiêu nè, thấy chưa? Đó, kéo giữ chuột trái nhá, nhắm thẳng mục tiêu. Sau đó bắn thôi. Đơn giản không? Nó dễ hơn là chúng ta chơi Gunny ngày trước đúng không? Không cần phải tính toán chi cho nó phiền phức. Cái chúng ta cần tính toán đó là lựa chọn bet này, lựa chọn item để mang vô game này. Sau đó là chọn các cái skill từ con bet của chúng ta. Đó, mình chọn item này x2 ha, rồi mình bắn nè. Sử dụng dấu cách hoặc là bấm bằng chuột cũng được. Nó đơn giản vậy thôi nha. Ở trên Marketplace á, thì chúng ta có thể nhìn thấy một con bet nó có giá khoảng là 8 đô. Tuy giá này cũng không phải là cao, nhưng chúng ta cần phải mua 2 con. Và khi mà chúng ta mua 2 con NFT rồi á, thì anh em phải tính toán thời gian khoảng bao lâu thì chúng ta sẽ hồi vốn này, khoảng bao lâu thì anh em sẽ bắt đầu có lời. Khi mà chơi những con NFT thì anh em cần phải tính toán những cái điều đó ha. Hiện tại thì trên Bybit đang có cái sự kiện đó là stake cái đồng GSTS, và chúng ta sẽ nhận được là 999% APY, khá là cao đúng không? Các cái đồng khác anh em có thể nhìn thấy này, 5.5%, 99%, cao hơn tí là 666%. Làm gì có cái đồng nào mà nó cao tới 999%. Đồng này là cao nhất ở thời điểm hiện tại trên sàn Bybit rồi nha. Nếu như ai chưa biết cái mục này thì anh em bấm vô cái mục earn này. Nó có mục là Bybit Saving. Đó, bấm vô. Sau đó kéo xuống dưới, bấm chữ xem thêm này. Nó sẽ hiển thị ra tất cả các cái đồng mà anh em có thể stake ở đây. Cái đồng GSTS này nó mới được stake trên sàn Bybit thôi, thời gian còn khá là dài ha, hơn 11 ngày nữa mới kết thúc anh em. Chưa hết đâu anh em, hiện tại thì Bybit cũng đang có một sự kiện khác, nhận phần thưởng từ 2.850.000 đồng GSTS và 50.000 USDT. Tổng thưởng luôn nha, tổng thưởng là 50.000 USDT này. Sự kiện 1, gửi tiền để kiếm từ nhóm giải thưởng 50.000 USDT. Thời gian diễn ra sự kiện là 19 tháng 7 cho tới ngày 1 tháng 8 2022. Thời gian còn khá là dài ha. Để nhận một phần thưởng của tổng giải thưởng này, chỉ cần gửi 5.000 GSTS vào tài khoản spot của bạn trong thời gian diễn ra sự kiện, và bạn sẽ nhận được là 20 USDT. Chỉ cần gửi vào thôi nha anh em. Phần thưởng sẽ được phân phối trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước, có nghĩa là ai tham gia trước thì sẽ nhận được trước nha, đến khi nào nó hết cái tổng giải thưởng thì thôi. Sự kiện thứ hai thì hồi nãy anh em đã thấy được ở trên Bybit rồi đúng không? Chúng ta có thể stake để nhận 999% APY, và tổng giải thưởng của nó chỉ lên tới 2.850.000 cái đồng GSTS thôi.